Thật là vui mừng được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Cái giàu nó cứ ở xa, nghèo thì quanh quẩn như là bạn thân, gian nan vất vả cũng gần, đắng cay khổ cực lại cần có ta. Cái giàu nó cứ ở xa, chẳng thương cuộc sống phong ba bụi trần, mon men ta tiến lại gần, cái giàu lạnh lẽo chẳng cần có ta. Ta về tự hỏi lại ta, bao giờ ta bỏ được xa cái nghèo, vì giàu ta cố chạy theo, gian nan vất vả lại trèo ngáng chân. Hé lộ chuẩn nhất vận số Đinh Tị, sinh năm 1977, đúng 2 tháng tới cấm 3 điều này, tránh được tai ương, đắc lộc hưng vượng, phú quý hết đời. Hoan hỷ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977 thân mến, như chúng ta đều biết cuộc sống này là vô thường, ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước. Đâu đó những tai ương khổ nạn luôn trực chờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó có người chọn mạnh mẽ cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ này. Chính tấm lòng chất phác lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình, đến thần Phật cũng cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh. Và trước đây bão giông mưa rào đến đâu không cần biết, nhưng đúng 2 tháng, 11 và 12 âm lịch, được dự báo sẽ là thời vận sáng lóa, tuổi Đinh Tị ung dung hưởng lộc trời, tiền tỷ đầy két, hai tay cực may và giàu có. Nếu tránh được 3 điều cấm kỵ được nhắc đến trong chương trình hôm nay, vậy 3 điều cấm kỵ đó là gì? Vận trình của con giáp tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, sẽ diễn biến như thế nào, cụ thể ra sao thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết những điều bất ngờ sau đây nhé. Quý vị thân mến, xét về quá khứ, Đinh Tị đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Đinh Tị chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông, là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Đinh Tị không có thành quả, họ có, chắc chắn có. Chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Đinh Tị 10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người, cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa. Là vì vận may, hay là vì nhân tâm, nhân tính, hay giản đơn là vận số của Đinh Tị quy định rằng họ không được hưởng đoạn này. Đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên, cuộc hành trình 10 năm một vòng đại vận đã sắp kết thúc, Đinh Tị hiện tại 47 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú, nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cún, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đuổi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc vần xoay, rèn tâm luyện tính cho Đinh Tị, hình thành nhân cách tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Đinh Tị trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, tuy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong Đinh Tị. Người tuổi Đinh Tị thường quyết đoán và hành sự theo ý mình, khó hòa đồng với số đông, họ là một người có niềm tin tôn giáo sâu sắc, hoặc là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, họ chấp nhận tin theo niềm tin của họ, chứ họ không bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác, nhưng trong nhiều trường hợp, họ luôn đúng trong suy nghĩ, có thể nói, tất cả những lời dự đoán về tương lai vận mệnh của người tuổi Đinh Tị thường không đáng tin cậy, bởi họ là những người có đầu óc cơ hoạt, nhưng lại kiên trì bền bỉ, nên nhớ tuổi Đinh Tị là một tuổi kiên cường,
trong 12 thuộc tướng. Trong quan hệ, người tuổi Đinh Tỵ là người có cá tính mạnh mẽ, yêu cầu đối với đối tượng rất cao, họ vốn là người đa nghi, nhưng cấp độ nghi ngờ còn tùy thuộc vào đối tượng. Họ tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối, khi họ cảm thấy lo sợ hay nghi ngờ, với một khả năng mẫn cảm cao, rất có thể bị ức chế cực độ. Khi họ bị kích thích tức giận, mức độ tức giận sẽ cao hơn người bình thường, nhưng bề ngoài cư xử với đối tượng vẫn có thể trở nên bình thường. Dù trong lòng họ đang sôi sục căm phẫn, họ thường thích có biểu hiện lãnh cảm với đối tượng, chứ không thích dùng những lời lẽ cay độc hay biểu hiện thô bạo. Có một số người tuổi Đinh Tỵ lại thích cho kẻ thù những đòn chí mạng, hòng tiêu diệt triệt để. Bản thân tư duy của họ là một âm mưu, chờ đợi thời cơ để báo thù. Nếu ai không may là kẻ thù của họ, thì tốt nhất không nên đối đầu, thực ra tránh voi chẳng xấu mặt nào. Xem tử vi chọn đời tuổi Tỵ, có chi Tỵ hành hỏa, cụ thể là âm hỏa. Nếu ở ngọ là vị trí nơi dương cường bắt đầu suy, xuất hiện khí âm. Ở âm hỏa ở Tỵ là nơi cường dương mạnh mẽ và gần như là thuần khiết nhất, tinh túy nhất. Âm hỏa không quá cường điệu hóa như dương hỏa trong cách thể hiện, cũng là khí chất của người quyết liệt. Nhưng tuổi Tỵ không ưu tiên hành động, Tỵ tập trung tận lực trong việc hình thành ý chí, sức mạnh nội lực từ bên trong. Đinh Tỵ không sợ đe dọa, không sợ thể lực hùng dũng bên ngoài như thứ nọc độc tiết ra của loài rắn. Tỵ không dễ chịu khuất phục, ý chí ngấm ngầm của Tỵ là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Một khi xuất nọc độc, tuy ít nhưng đúng và trúng mục đích, đối phương bị khuất phục hoàn toàn. Nội lực bên trong của âm hỏa toát ra là thái độ cống hiến hết mình, sống có hoài bão, đam mê sôi sục. Sự nghiệp và gia đạo tuổi Tỵ chậm nhưng chắc chắn, chuyên môn công việc và vận may về tình cảm tăng dần đều theo năm tháng. Thường thường, người đời chỉ thấy được thành quả hiện diện trước mắt, chẳng mấy ai rõ tuổi Tỵ đã nỗ lực, tính toán, có khi cân não lo toan thế nào. Tuổi Đinh Tỵ sinh mệnh thổ là những người thật thà, tốt bụng và rất khôn ngoan, họ giỏi trong việc tính toán, phân tích một khía cạnh vấn đề nào đó, luôn có cái nhìn sâu sắc đa chiều và đầy hiểu biết, vì thế tuổi Đinh Tỵ thường được mọi người đánh giá cao. Trong cuộc sống họ có nguyên tắc và những kỷ luật riêng của bản thân mình, chính điều đó giúp cho tuổi Đinh Tỵ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc và có một cuộc sống khoa học. Vẻ bề ngoài những người sinh năm 1977 được đánh giá là khá trầm tính, ít nói, thực ra họ không thích giao tiếp nhiều ở đám đông, chỉ muốn chuyện trò với những người thân cận. Tử vi năm 2023 tuổi Đinh Tỵ 1977, mệnh thổ rơi vào bố cục thiên khắc địa sinh, chủ về một năm có sự thăng tiến trong công việc, nhưng cần chú ý thị phi, tài lộc thu được dồi dào đáng để ăn mừng. Trong xã hội, uy tín và địa vị của Đinh Tỵ 1977 sẽ được tăng cao, nắm trong tay trọng trách lớn, trở thành quý nhân của người khác. Công việc đây là năm sự nghiệp bán cát bán hung, có cát tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Tình cảm, do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở, là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điềm báo có sự rạn nứt nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi ly hôn, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu tại mệnh, gây hung hiểm cho sức khỏe như tang môn, thiên cầu, nên cần đi đứng thận trọng kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Nhẹ thì bị thương ngoài da chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Nhìn chung năm 2023 được định sẵn là một năm tốt lành nhiều may mắn, cơ hội khởi sắc đối với người tuổi Đinh Tỵ, đặc biệt bước sang 2 tháng cuối năm 2023, cụ thể là tháng 11 và 12 âm lịch. Được dự báo là thời điểm vượng cát khí, phát tài nổ lộc của con giáp này, nếu Đinh Tỵ nắm được vận trình của mình trong 2 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận giàu lên nhanh chóng. Tiền bạc rủng rỉnh trong năm 2023, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong 2 tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 11 và 12 tuổi Đinh Tỵ âm lịch, về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc, điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp.
Mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh. Trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Mục tiêu phấn đấu cuối năm cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Có thể nói, gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Đinh Tỵ ngày càng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân. Nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, vận khí tốt chỉ quyết định một phần nhỏ. Cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân bạn, nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm từ ám tàng. Nếu cứ dựa dẫm vào vận may, thì bạn sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến vậy. May mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công. Những ai hăng hái, tích cực làm việc, miệt mài cố gắng ắt thu thành quả xứng đáng. Và ngược lại, ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả đạt được sẽ rất bình thường. Hai tháng này có bạch hổ hung tinh sẽ khiến bạn phải di chuyển nhiều hơn. Nhưng nếu đó là việc cần thiết cho công việc, thì hãy cứ thoải mái đón nhận. Rất có thể cơ hội đang ở phương xa chờ đợi bạn đón nhận. Về phương diện tài lộc, trong hai tháng cuối năm 2023 này, tuổi Đinh Tỵ gặp được cục diện bán hợp trợ lực nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ, phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ. Đây cũng là hai tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa để đón một cái Tết an vui. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng. Con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi Đinh Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, dù tiền bạc có dùng đến đâu, bạn cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt. Hãy chi tiêu mua sắm ở mức độ vừa phải và hợp lý. Đừng quên tình hình kinh tế suy thoái và lạm phát đã ảnh hưởng bất lợi từ đầu năm nên không cần phải quá xa hoa làm gì đâu Đinh Tỵ nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, theo tử vi tháng 11 và 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, với sự tác động tích cực từ tam hợp cục, đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Bạn sẽ thấy mình có nhiều vệ tinh vây quanh hơn, điều này khiến Đinh Tỵ có nhiều sự lựa chọn. Song đôi khi chính điều đó lại khiến bạn do dự, thiếu quyết đoán. Dù là chuyện tình cảm, nhưng đôi khi cũng phải lý trí để đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp với mình bạn nhé. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Các thần cũng mang tin vui đến cho Đinh Tỵ, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ được hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy bên nhau. Theo dõi phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khánh, ngụ ở vị trí Tây Nam, nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, để cát khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, nhân duyên. Về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên do tác động của bạch hổ hung tinh, nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận. Nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời, bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong hai tháng cuối năm này sẽ có nhiều sự kiện liên quan đến tiệc tùng, ăn uống, bản mệnh nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, kẻo tự mình gây họa lớn đấy nhé. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. 1. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 11 âm lịch.
Xem tử vi tuổi Đinh Tị tháng 11 năm 2023 âm lịch, vận may về tiền bạc đang đến với bản mệnh, nhưng vận trình tình cảm đang xuống dốc, khuyên bạn nên sống thật với cảm xúc của mình, rồi bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Xem tử vi tháng này, những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề đáng ngại với những người nhiều kinh nghiệm như bạn, Đinh Tị sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng. Thậm chí, thì đây còn là cơ hội cho bạn trưởng thành, vì thế đừng lo lắng quá nhiều, nhờ thiên ấn nâng đỡ nên cuối cùng công việc của bản mệnh cũng sẽ hanh thông. Thuận lợi ngay thôi, Đinh Tị ít nhiều đã phải tự vấn về giá trị bản thân suốt những tháng gần đây, và có thể cơ hội cao là câu trả lời sẽ đến với bạn trong tháng 11 này. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy, những tuổi Đinh Tị đang ở giai đoạn 47 tuổi, sẽ có cơ hội phát triển rực rỡ sau thời gian, 10 năm nỗ lực không ngừng, chăm chỉ một cách thông minh. Sau mỗi lần vấp ngã của mình, đường quan lộc mở ra trước mắt đầy hứa hẹn, chỉ đợi họ gặt hái thành công nữa mà thôi. Tứ lục bay về phương Tây Nam cho thấy, có nguy cơ tai tiếng bùa vây, họa vạ miệng, nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một số người muốn trở thành trung tâm thông qua những sự kích động mà họ mang lại trong nhóm. Tuy nhiên bạn cũng cần phải thận trọng với những lời khiêu khích của họ, chưa chắc đã là tích cực nếu bạn hưởng ứng họ đâu. Tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Đinh Tị thời gian này muốn tập trung để cải thiện tình hình tài chính. Và khi bạn càng tìm hiểu, bạn càng tò mò hơn về cách người khác làm giàu, bạn rất muốn học theo cách tư duy khác lạ của họ so với những người thông thường. Và chính điều đó đã khiến họ trở thành những người thành công. Việc làm theo vẫn là điều khó khăn đối với con giáp tuổi Tị, nhưng trong lòng bạn đang đầy sự quyết tâm. Trong thời gian này khi cũng đã tích lũy được một khoản kha khá, thì bạn càng nung nấu mong muốn đầu tư, đó chính là lý do bạn trở thành con giáp háo hức học đầu tư. Cuối năm 2023 này, không chỉ học hỏi, mà chính bạn cũng muốn thực hành và hứa hẹn nhờ có sao tử vi trợ lực, nên bạn sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng cá kiếm thú vị. Vừa táo bạo nhằm áp dụng lý thuyết vào thực tế, cải thiện túi tiền của mình, song bạn vẫn nên xác thực độ khả thi trước khi tiến hành hiện thực hóa chúng nhé. Hơn nữa, việc mới bước vào lĩnh vực đầu tư không tránh khỏi việc thất bại, mất tiền, hãy xem đó là kinh nghiệm đáng quý cho những lần sau. Hơn nữa bạn lưu ý là phải đi từ lớn đến nhỏ thôi nhé, đừng quá tham lam khi mà kiến thức của bạn còn quá ít ỏi. 2. Tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Tị tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu, trong đó nguyệt lệnh làm chủ là sau Tiểu Hàn, 9 ngày Quý, 3 ngày Tân và 18 ngày Ất. Có thể thấy vận số tháng này của người tuổi Đinh Tị có thể coi là khả quan, đầu tháng mọi việc trắc trở không thuận lợi, đến cuối tháng lại thuận lợi không ngờ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc, điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng thiết kế cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Hướng nhà ảnh hưởng đến cuộc sống và vận may của gia đình, nên gia chủ cần lựa chọn hướng nhà tốt phù hợp với phong thủy. Tuổi Đinh Tị 1977 ứng với cung mệnh, xa trung thổ, thường sẽ có giai đoạn tiền vận khó khăn và vất vả, đến tuổi cuối trung vận cuộc sống mới trở nên an nhàn, ổn định hơn, do đó gia chủ Đinh Tị không nên bỏ qua các hướng nhà hợp tuổi để đón được nhiều tài lộc cũng như vận may cho gia đình. Hướng nhà tốt đối người sinh năm 1977, nam mạng và nữ mạng sẽ có hướng nhà tốt phù hợp khác nhau. Sau đây là những thông tin cụ thể về hướng nhà phù hợp đối với nam và nữ gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Hướng nhà hợp tuổi Đinh Tị cho nam gia chủ. Hướng Tây Bắc Diên Niên, sự nghiệp và con đường công danh thăng tiến đều ổn định và phát triển, gia đình hòa thuận bình an và hạnh phúc. Hướng Đông Bắc, sinh khí, kinh doanh phát triển và phát tài phát lộc.
hướng Tây, thiên y, sức khỏe, tiền tài, vận may đều dồi dào, vượt qua mọi bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống. Hướng Tây Nam, phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại sự tiến bộ và gặp nhiều may mắn trong thi cử, tiến tài. Hướng Nhà hợp tuổi Đinh Tỵ cho nữ gia chủ. Hướng Bắc, phục vị, luôn nhận được sự giúp đỡ từ người thân trong gia đình, cũng có thể là bạn bè thân thiết khi gặp khó khăn. Hướng Đông, thiên y, gia chủ có thể vượt qua mọi bệnh tật và có cuộc sống trường thọ về sau. Hướng Nam, diên niên, mọi sự ổn định, sự nghiệp phát triển. Hướng Đông Nam, sinh khí, thu hút nhiều tài lộc, phát triển con đường sự nghiệp. Hướng Phong khách tuổi Đinh Tỵ, hướng phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ là hướng Tây, với hướng này gia chủ sẽ thu hút được tài lộc, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, tránh việc thiết kế phong thủy phòng khách theo hướng Đông, Đông Nam, đây là các hướng tương khắc với tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Ứng dụng màu sắc cho phòng khách, theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Đinh Tỵ thuộc sa trung thổ, hợp với các màu tương sinh thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam, màu tương hợp thuộc mệnh thổ là màu vàng, nâu, màu chế ngự thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Để hợp phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ thì nên lựa chọn màu chủ đạo là những màu như cam, đỏ, tím, bởi vì màu cam là sự hòa trộn giữa hai sắc tố đỏ và vàng. Thế nên nó sở hữu cả hai đặc điểm của cả hai sắc màu đó là sự kiên cường và có phúc. Màu đỏ biểu trưng cho tinh thần nhiệt huyết mang tính chất lãnh đạo. Sắc đỏ còn được coi là màu mang lại sự may mắn trong tình duyên, còn màu tím là màu được pha trộn giữa đỏ và xanh nên sở hữu tính chất của cả hai màu, mang ý nghĩa vững chắc, mạnh mẽ. Dưới góc nhìn của nghệ thuật thì màu tím còn đại diện sự cho thủy chung và sự huyền bí. Bố trí nội thất phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ. Về phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ thì nội thất phòng là quan trọng nhất, trong đó bộ ghế sofa nên đặt theo hướng Tây Bắc, Tây Nam, Tây và Đông Bắc. Sofa nên đặt ở vị trí dựa vào tường, hướng ra cổng chính. Điều này sẽ giúp thể hiện vị thế của gia chủ, cũng như chủ nhà có thể dễ dàng đón tiếp khách tới chơi. Đặt nội thất trong phòng khách sao cho không cản trở luồng sinh khí lưu thông trong nhà. Vì thế, lối đi vào phòng khách và qua các phòng chức năng phải thuận tiện, được khai thông, đặc biệt không nên treo đồng hồ trên cửa sổ, vì nếu là như thế thì mọi nguồn năng lượng tốt lành vào nhà sẽ bị chặn lại. Gia chủ sẽ luôn hỗn loạn và có cảm giác thời gian nhanh vượt ngoài khả năng vô hình, sẽ tạo nên áp lực cho chính bản thân. Cây phong thủy phòng khách. Cây phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ là những cây tương sinh với mệnh thổ, xét theo ngũ hành thì hỏa sinh thổ. Vì thế nên chọn những loại cây thuộc hành hỏa có màu đỏ, hồng hoặc tím, có thể kể đến những loại cây đặc trưng như cây trạng nguyên, cây vạn lộc, cây lan hồ điệp, cây cung điện vàng, cây sen đá nâu, cây lan quân tử, cây hồng môn, cây xương rồng. Đây là những loài cây phổ biến nhất ở Việt Nam. Tượng phong thủy phòng khách. Để đem lại nhiều tài lộc, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc thì trong phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ không nên chọn các tượng phong thủy mang màu sắc, biểu trưng thuộc mệnh mộc, vì mộc tương khắc với thổ, không mang đến lợi ích cho bổn mệnh. Một số tượng có thể trưng bày trong phòng khách như sau: Tỳ hưu được mạ vàng, cóc ba chân ngậm đồng tiền, Phật Di Lặc mạ vàng, tượng rắn phong thủy mạ vàng, tượng trâu phong thủy mạ vàng, tượng gà phong thủy mạ vàng, tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Tiếp theo sẽ là vận số tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng, đầu xuân là lúc dương khí đang lên, cuộc đời tuy có phong sương, nhưng sau 30 tuổi sẽ có cơ hội thăng tiến. Sinh tháng 2, là người có tài, nhưng thiếu quyết đoán, không có ý chí, tài lộc không nhiều, gặp nhiều khó khăn trắc trở, tuy có phúc nhưng phải trải qua nhiều sóng gió. Sinh tháng 3, sinh vào tiết Thanh Minh nên rất có ý chí, là người thông minh, giỏi giang, tinh thần hăng hái, vui vẻ, số được như ý có thể lập nên đại nghiệp, càng vất vả càng nhiều công lao, phúc lành ít ai sánh kịp. Sinh tháng 4, thông minh tham vọng lớn, có tấm lòng nghĩa hiệp, cuộc đời gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trọn vẹn, được mọi người quý trọng. Sinh tháng 5, là người tài giỏi, hiểu thời thế và nhân tâm, có số quý cách, công lợi vinh đạt, phúc lộc lâu dài, cả đời bình an. Sinh tháng 6, sinh vào tiết Tiểu Thử, là người nhiệt tình, trung thực, dễ đạt được thành công, quyền thế cao sang, vợ chồng vinh đạt, con cháu hiền quý, số này nếu biết tận dụng cơ hội và thời thế sẽ có vinh quang tột đỉnh, danh lợi vẹn cả đôi đường. Sinh tháng 7, là người tính khí ôn hòa, tự thân lập nghiệp, đỗ đạt cao, kinh doanh giỏi, có khả năng làm lãnh đạo, số giàu sang được mọi người ngưỡng mộ. Sinh tháng 8, là người tài năng trung hậu, được mọi người kính trọng, có thể gây dựng đại nghiệp, gia đình yên vui. Sinh tháng 9, sinh vào tiết Hàn Lộ thường là người dĩ hòa vi quý, có ý chí và hoài bão cao đẹp, nhưng lại thiếu năng lực, tài vận tốt,
sự nghiệp thành công nhưng không lớn. Sinh tháng 10, là người có ý chí lớn lao, trung thành, nghĩa hiệp, giỏi giao tiếp, số có tài vận và sự nghiệp tốt nhưng không lớn, đời sống vợ chồng hòa hợp. Sinh tháng 11, vận số ít may mắn, sự nghiệp dở dang vất vả, là người sống nội tâm, về già mới được thanh nhàn. Sinh tháng 12, sinh vào mùa đông giá lạnh nên cuộc đời nhiều ưu phiền, sự nghiệp khó thành, cuối đời mới có cơ hội về tài vận và hạnh phúc, là người thẳng thắn, sống theo nguyên tắc. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh khi đối nhân xử thế: nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cợt nhả người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng, mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê. Chỉ vì chút khả năng mà vênh váo mãi không thôi, bản thân người như thế nếu có thể tự kiểm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất, là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp, nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa. Không muốn cùng họ ở chung, bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này rốt cục cười nhạo ta hả? Kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây? Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm, như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.